Trời ơi, trời muộn muộn rồi, dậy nhanh. Sáng muộn rồi, dậy để đi lớp thôi, muộn sao muộn. Ôi, nhưng mà con rất là ngủ lắm. Con chưa muốn dậy đâu. Con rất buồn ngủ lắm. Ủa, con chưa dậy đâu. Ủa, dậy 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 nhanh. Nhưng mà muộn thôi, phải dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi học thôi, muộn rồi, nhanh 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 nhanh. Vào vào đánh răng, vào đánh răng, vào đánh răng. Nhanh 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 nhanh. Ôi dồi ôi, hai bạn Linh Lạc ơi, bạn chả đánh răng luôn. À đây ngồi đi. Ôi dồi ôi, bây giờ ngồi đây đánh răng nhá. Ôi thôi, đây mỗi bạn cầm lấy một cái đánh răng đi. Thì cậu lấy nước xong rồi xuống miệng nhá. Ôi hai bạn đánh răng đi. Nhanh 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 để còn đi lớp muộn rồi, muộn rồi. Xong chưa hai bạn ơi. Rồi dậy dậy xuống miệng, dậy xuống miệng. Đây mỗi người xuống một cái đi. Đây để lại xuống trước nhá. Cùng cùng đi, cùng cùng đi. Thôi làm ra trước đi, Lim cũng xuất hiện. Đi đi đi. Được chưa? Thôi đi mọi người, xuống xuống ánh sáng, xuống ánh sáng. Ôi dồi ôi, hai bạn Lim làm thêm mì gì nào? Tháng này có mấy mì này đây. Chọn mì đi, chọn mì đi. Rồi thì hai bạn ăn mì cun nhá. Rồi ok, bây cậu lấy nước, cậu đun sôi rồi cậu đổ cho hai bạn nhá. Ngồi tránh ra chứ, nước sôi nóng đấy. Rồi chúng ta sẽ đổ nước vào đây để mì chín nhá. Ăn sáng nhanh để con đi học. Ôi, chúng mình đậy nắp vào thôi. Bây giờ phải chờ 3 phút mì mới chín được. Trong lúc chờ đợi bây giờ chúng ta sẽ phải chuẩn bị quần áo với cả sách vở để lên lớp nhá. Đi lấy cặp để chuẩn bị quần áo thôi. Cứ để mì đây, tí nữa mì chín rồi dậy ăn nhá. Đi thôi. Ôi dồi ôi, đấy hộp màu của bạn nào thì bạn ý cất cất vào đi nhanh nhanh để chúng ta lấy lớp nào. Hôm nay có tiết vẽ đấy, có tiết mỹ thuật đấy. Đây mình cất cả tập tô màu vào đây luôn xong rồi đóng vào. Nhanh 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 nhanh. Liêu ơi, chậm quá, nhanh lên. Ô. Đã xong chưa? Ôi, chết rồi, đổ rồi. Ôi, con sách kia ra bàn ăn đi để chuẩn bị ăn rồi đi học nhá. Đi xong chưa? Ra bàn ăn, ra bàn ăn. Ui, bây giờ phải chuẩn bị quần áo cho Lim nào thôi. Ui, rồi bây giờ mình mì chín rồi đấy. Bây giờ mở mì ra ăn thôi hai con ơi. Wow. Ui, trộn trộn đấy nhá. Mình ăn nhanh để còn lấy lớp cũng là muộn học mất rồi. Ui, hai con Linh Lạc ăn no chưa? Rồi. Hai con no rồi chưa? Rồi bây giờ chúng mình lên lớp thôi. Cầm theo vở tô màu lên lớp này. Ui, Linh ơi, nhanh lên xe, lên xe, lên xe. Muộn muộn sao rồi. Ui, con ngồi lên đi. Đi vô. Ôi, đi vô.